hái rau à? À vâng, cháu Minh à. Ờ, thế vào nhà uống nước đi đằng kia bà đi đường. Bà, Uyên đâu bà ơi? À, Uyên đi học rồi. Cháu về thăm Uyên à? Vâng. Ngồi ghế đây, ngồi ghế đây, cháu. Thì nhớ Uyên quá, cháu muốn đến đón Uyên đi ở với cháu. À, Uyên đi học rồi, cháu ạ. À. Vâng, cháu thấy nhớ nó quá. Vâng. Cháu khỏi lo, không sao đâu. Uyên ở với bà ở đây cũng được rồi. Vâng. Yên tâm là cháu không phải lo, không phải nghĩ gì đâu. Cháu, cháu nhớ nó lắm mà. Ở với bà cũng được. Uyên bà cũng quý Uyên lắm, Uyên nó ngoan lắm cháu ạ. Con gái của bà cũng quý nó cũng ngoan lắm. Anh Hùng cũng quý nó lắm bà. Bảo anh Hùng bảo cháu đến đây đón nó đi sang ở cùng luôn. Anh Hùng cũng có nhận một đứa cũng như Uyên. Yeah. Vâng, cũng có hoàn cảnh lắm. Cháu muốn đưa Uyên để sang bên kia ở cùng cho nó có bác. Thôi cháu ạ, cứ cho Uyên ở với bà. Bà đi xong là bà cũng buồn lắm. Uyên nó ở đây với bà, nó cũng có con gái của bà nữa. Vâng. Bà cũng tâm sự với cháu ở chợ, tâm sự với Uyên rồi cháu ạ. Uyên hỏi nó là thế sao cháu không đi với mẹ Minh. Nó bảo là không đi, bà đi cũng gánh nặng cho mẹ Minh, vất vả cho cháu chú Hùng với là mẹ Minh. À, nó bảo với bà thôi, nó bảo không đi. Cũng tâm sự với Uyên như thế rồi. Uyên nói thế. Vâng, nó hiểu chuyện lắm bà. Bà, đi. Đúng không? Đi. Về.
Rồi, mình kiểu Uyên cũng vừa rồi nó mình lào cho tới mà. Cho lá chua nào. Mình kiểu bên của gió nó cháu không sao đâu, không lo đâu. Mỗi mình yên thì bà với con gái của bà là chăm sóc được luôn, cháu không sao. Nếu mà đi với cháu thì lại có cháu rồi lại ốm nữa, là sợ ơi, cháu là không chăm sóc được nữa. Nhưng mà cháu còn có nhiều việc nữa, cháu là chăm sóc cháu Hùng nữa. Nhưng mà cháu sợ cháu là không chăm sóc Uyên được như bà với con gái của bà. Con gái của bà cũng chăm sóc Uyên tốt. Nếu mà cháu muốn thăm Uyên thì đến cuối tuần hết tuần Uyên nghỉ học xong là cháu cứ đến thăm. Xong là cháu mới biết được là bà với con gái của bà chăm sóc Uyên như thế nào là cháu biết được. Cháu cũng biết bà tốt lắm, ngày xưa bà cho đất cháu lại bán rẻ cho cháu nữa. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Không sao đâu. Quên ở với bà với chị thì cháu rất yên tâm, nhưng mà cháu thấy nhớ nó quá, cháu muốn đón nó đi ở bên kia với cháu và anh Hùng. Cháu không phải nhớ nhiều đâu, cứ ở nhà đi về chăm sóc cháu mình cho tốt, xong là mai kia nếu mà nhớ thì Uyên cuối tuần Uyên về thì cháu cứ đến thăm. Vâng, thế thì cháu cũng yên tâm. Cơm ở đây ăn cơm với bà nhỉ, và con gái của bà đi lấy củi cũng sắp về rồi, ở đây ăn cơm với bà nhỉ. Thôi bà, cháu chắc cũng vừa hộ anh Hùng làm cái chuồng gà chưa xong, xong là anh Hùng bảo nấu cơm chờ cháu với Uyên để thì ăn cơm cùng. Cháu xin phép nhé, bà cứ nấu cơm ăn đi, lúc nào Uyên về thì cháu lại sang thăm bà với Uyên với chị. Cháu đi nhé. Cứ yên tâm nhé cháu nhé, không khỏi phải suy nghĩ nhiều nhé. Vâng, cháu sẵn sự nhờ bà. Bà nói
thế thì cũng yên tâm phần nào rồi. Hôm nào bên cuối tuần bên đi học về mình sẽ lại về thăm em sau. Mô tả của bên dưới nào, mình thử bắt đầu. Thì ba mình hẳn tài ra em bộ đi qua cái Uyên mò mình làm mà bài thì mình làm phải không mà. Uyên này, hiểu Uyên bị treo này. Uyên hắn tài đấy, hắn bị treo. Thì từ sâu cái ruồn. Thì từ sâu cái hắn kia những chàng thì hoài hắn tới cuối tuần. Cái chàng thì hơi tệ thiếu với mình. Hắn chàng tháo có y hoài cuối tuần. Hắn kèm thì tu nghỉ. Ồ. Thì có vẻ cái cả Uyên cả tài thì tôi hiện châu hàng. Chú ơi, chú ơi, chú ơi này nè. Ừ, hắn nào với chú chẳng cuối tuần hắn chẳng quên chú nghỉ đi đảm mình quăng đi làm. Buồn hả hắn, giao cuối sao với nhà hàng á, nó buồn hả hắn, để quên tuần đi đảm, em mình quăng mình á. Giờ phát thì ở lòng mình tài cái gì á. Tôi chuẩn bị chán ghét phụ huynh như có thể cả huynh cho tài nhà hàng đúng không? Là nhà hàng lắm. Cứ nhà hàng cũng giàu lắm. Tại chú hậu huynh vừa nêu mua làm do mình gọi này tài từ chân nữa à? Hãy
Mình đã cắt mất thay rồi ạ. Ừ. Chơi đây thì tặng nữa. Đây vẫn anh em bạn học tuổi độ. Đừng hoài dây năm cho thật có nhìn. Chúng ta bạn học. Bên bên hai đỡ thế nhá. Không đi không đi nhá. Ờ giờ chúng ta không bạn. Cả hai hai bạn cả hai bình thường. Mình khác tập thể thao. Ừ. Nói nhớ. Cô khang mất chia tỏng nha. Chúng ta đi được cạnh như là tiễn nó. Nó thẻ rồi. Ừ, nó tỏ thẻ đấy rồi. Thôi, còn mấy chữ trăm rồi đi xếp. Đi ghi nhát à. Đi ghi nhát ra chân nhỉ. Ờ, nó trang với cả một chiếc tảng hơn đây. Chứ xiếc thôi. Ờ, chiếc tao tỏng nha, ừ. Chẳng cảnh này. Có lò thẹ đi tao mình bẻ hôm nay. Ừ. Không ăn nên bác hả chú vết, em vết cung tuấn nào. Ừ, ờ, mà thì dễ vết à tuấn kìa, dễ cháu ta này cùng quá. Có chỗ có chỗ này lòng cũng che rồi nó hình như thế nào. Đồ hả? Ừ, nó là đồ bác thượng. Vòng lắm chuyện thượng. Tiểu hao này. Thì gì này à? Ừ. Đó, đó. Cái này tiểu hô quá. Đồ cái này đá thượng. Tại lò lóng chứ hả? Ừ, tại lò lóng hả? Chụp bẻ. Thao tên, lò lóng hả? Ừ. Lột cái phái hả? Phái. Lột cái phái hả? Đây, lò lóng. Trăm thả ra ta. Chị dân mẹ tía tôi. Dạ vào. Ôi, đi nào cho mày liều.
Mời chị này thì tổ tăng cung ở dưới rồi kéo mấy tí tăng cung. Mấy tí tăng cung dễ tả. Về, tao hùng là phật mình sao nó. Tôi thì tao hiện phật vấn nó. Tôi lào tới lúc bạn mà chui gì to à vào hồ rồi đấy. Bạn hùng thầm cho nó coi là hủ quả là hỏi những tờ nó cô mà thì thầy cho hai ngàn tổ à thế thầy vua thầy đúng hai liều thôi vậy lúc vua bị béo chuối có vả ràng lúc nào cũng quảng ạ đúng tuổi à tôi dẫn lên coi có bạn tài này bắt mày tới hai những công phải tài dạo cứ gì à mày ít tao cô người bạn má nhổ cung và bạn cứ con này như có tận này cả đã mới xây sớm tới nhà nữa đi ra khó khăn tới lắm mà từ xếp bây giờ tới hàng mưa một tuần yên đông cháu đây xây chậm cháu không thể đi với mặt tỉnh thảm ấy trao nhà người bây giờ trao người bắn cái nặng cào thảm giờ làm nằm ăn hình cung họ gì tổ đèn với tổ cao vừa về nua ẩn lại gì tổ cung là nhà hiện tại chỉ họ gì tổ tao chỉ tỷ cái nào mà nhà chỉ trao từ người em mày tỷ tỷ làm mày trao người cả gì xe như tôi mày khó khăn nhé tổ thảm như tiểu cần nhà này em mày cố gắng thu xếp thì cả cái tàu. Nào em mời bạn cười, nay chưa tặng gì gì thì trao cho anh nhàn trao tới mời ạ. Bạn ạ, như tham kiện thì khó khăn thế toàn như ngang tổ không phải trang trại không phải vừa như ngang con tổ bả với giờ mới đâu cùng tổ đi trao nốt mười hồi gì tổ con đèn luôn luôn lủng như vậy thì con luôn lủng như vậy gì sợ trao ngang trao nó cả mười ạ ông mười năn tạm mười hai bây giờ đã mà
anh sẽ tạo được việc cả từ sếp bây giờ. Dì sẽ bị hãng cho dì sẽ cố gắng tạo được việc bây giờ. Nói với em rồi, cố gắng thông cảm bây giờ. Dì em ấy, dì thì cố gắng nó kiếm công tới trao nhận rồi. Đeo những cái trao nhàn cáo nó như là câu về mà việc tầng thêm mà nhàn trao nhàn treo mà thì ở giúp gì mình có thể chống lại nó. Hút cho tôi bia thêm thứ dạo hơn. Lại nhiều rồi đó. Nó tôi cảm thấy đó hả? Thằng kia bị hello mà chủ mãi nó piao vào nó cùng nhắm mày dầu thêm ô như còn điện này cả hoi như tàu nó sườn đáng quá có lẽ cần miền à. Alo anh à? Vâng. Cái xưởng gỗ của anh bây giờ
Còn có việc không cho em xin làm đấy. Mấy hôm nay em cũng không tìm được việc làm anh ạ. Vâng. Hôm nay có bạn em đến hỏi tiền nhà của em. Em mới trả cho họ được một ít. Em còn thiếu một ít nữa. Anh cho em xin làm thời gian nhé. Anh cố cho em vào làm ở đây đi. Em cũng khó khăn quá. Vâng. Anh cố cho em xin làm ở đây đi. Ôi, ông chẳng thảo. Mình thì cảm thấy tôi công đây. Thì phá vô mà cả. Mình mà cho tôi thám hả lâu ồ. Ờ. Mình thì cho hao cả như thế mười. Như cả nhát đấy tôi ạ. Mày hay có thăm cái con nhỉ? Mà Minh ơi, chuyện nào thì bàn cái toàn việc của mày à? Có hôm mày hay chuyện khó khăn cái con từ nó bây giờ nhờ mình một thằng dìa việc nó như bây giờ dầu cần tới nhàn sao hoa nó béo này dìa trao nướng cái liu hàng như tao bạn thì giờ tạo điều kiện nhà mày sản tới bu dìa cái dìa mắc tới nhìn dìa hai ngại á dầu cảnh tao hạn trao nhàn thì nào tờ nhìn mình kinh khó khăn nên chỉ tài nải thảo dìa như dìa dầu những cái mày cả cào trao nìm như có đỉnh nhờ mình mày thành dìa bằng béo bữa tới đi chăm sóc anh đi thời gian như dìa mình số công đi thám nào à về tôi mà như xe lạnh thì mày bảo kéo thì hồi mà cũng mình nó số nhàn chắc kẽ bắt mua xe cần lủng mua xin tài thập giá lại
nó việc với bác sĩ tham tiểu hôm rồi em ai cả Uyên mới tới thêm. Mày Uyên mẹ đi xem quảng tụ rồi đi xe cố gắng cho mày mang theo kiểu Vân Anh đúng không? Cố gắng đấy à? Hả chẳng đi kiếm chỗ nhàn đi trao bà nông treo đi vô lùm rồi chip cả Uyên vô đi lùm rồi tài dâm đi à? Mẹ hả chẳng luôn mình á? Ờ, đi mẹ cho hỏi riêng cho mình luôn ạ. Mình bê hả? Đúng, có mình bê hả nô? Mình giấu cô nhé. Thôi, dì mắt chụp mình luôn á. Như tạo bạn bè mình. Mình à, tạo điều kiện giúp đỡ chứ hả? Dì cố gắng nó sẽ nó nhàn trao cáo đi cô nhìn. Mình ngồi bé, đi tranh thủ cháu tụ đi cho hoài dì mình giúp ạ. Mẹ chia khoai phèn á. Ừ, chia khoai phèn ăn buồn trẻ to dầm. Tại vì tại buồn trẻ to dầm. Ô, con anh được sao vẫn? Con anh được sao vẫn nhé ồ. Đó. Ta dụ dụ hãy che cái lưu trước mình ạ. Dụ nha. Cái cô Minh cháu tư chè chè nhá ồ. Đó, ngam bố bố ngam cháu tư đồ mại nè. Nói nhớ con cháu à. Ừ, nó thuyền tàng bố cháu đấy à. Nói dịp thái à, chăm hao dịp thái đấy. Ờ. Mình cháu sau dẫn mệt đấy. Vân Anh lần đầu tiên đạp xe đạp mình hay mệt đấy. Vân Anh đạp mình rất đáng. Ờ. Đập bố chán cả. Ờ, chè bố tối nay đi. Cho chè tè tham thì con Vân Anh hiền bộ ủi nữa à? Ờ. Các cuốn. Ờ.
Vẫn anh tập chị à? Bố mình khiến cô Minh Thái mình xiết nữa à? Đấy, xiết lại cho ạ. Bố cô thấy mình cô Minh Thái à? Vậy anh cả chị tôi nha. Ờ, nó bố Thái nè. Mình ơi, vâng anh ơi, bác chị ạ, hả lại bác nghỉ ạ, dược treo chị sắp xếp đồ đi ô, cái đòn bay cho mình tổ cung diêu. Sao mà tiếp đòn đây, tiếp pha nhỉ? Kẻ nghỉ ạ cho hồi là tổ á, tôi vâng anh ơi. Ok, muộn đấy ạ, đứa nữa mình à, cho hồi, để ạ, tại tổ.
Vân Anh ơi, bố có bùa chở vả à? Ờ, mong giúp con á. Rồi, riêu bé, bố mình được cùng. Bé Vân Anh nhập nhau, cứu cô mình Vân Anh ngoan đấy à? Bố mình cháu công cô ấy. Ai chẳng bố sinh rồi. Bố cảnh hư tụ, bố cứ mình cháu công như tề bố cháu bạn đi bố sinh rồi. Vân Anh kiểu cô Minh nhập giáo à? Cô Minh cần mảng Vân Anh à? Ờ. Có Vân Anh kiểu cô Minh nhập giáo à? Ờ. Bố đi bùa vào nhập giáo cho hàng nhà nếu bố chuẩn bị đồ đi cho lòng bố mình riêng ạ. Đó. Đó.